Xin chào các bạn đã đến với kênh của Hiền Toyota. Đầu tuần thì sẽ giới thiệu cho các bạn một bạn Innova số tự động 2018 còn khá là đẹp và khá là mới luôn. Hình ảnh của chiếc Innova số tự động 2018 đây các bạn. Xe này chủ xe khá là kỹ, giữ xe rất là đẹp luôn. Mình đang quay tổng thể bên ngoài của xe để các bạn xem trước ha, rồi sau đó mình sẽ đi vào chi tiết. Chiếc này là phiên bản G nha các bạn. Innova số tự động phiên bản G 2018 được chủ xe giữ rất là kỹ, nhìn như là một chiếc xe mới vậy đó. Mình đang quay chiếc xe này tại C3 C01H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, tại cửa hàng của Hiền Toyota. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của xe nhé. Đèn còn khá là mới nè, cản trước nè. Và đặc biệt là máy của xe này chủ xe rất là kỹ, nên là nhìn cái máy rất là mới, các con ốc còn mới tinh luôn. Cái này là phiên bản G 2018. Chủ xe giữ xe khá là đẹp và mới nè. Tiếng máy đang nổ đó, rất là êm và mạnh mẽ. Xe Innova thì được cái là bền và tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao. Xe đảm bảo nhé, các ốc cabo còn mới nguyên và không có tì vết, không có bị tháo, mà cabo còn zin, khá là đẹp ha. Nhìn chiếc xe như là chiếc xe mới thôi. Và chiếc xe này hiện tại, để mình cho coi là chạy được bao nhiêu km nha các bạn. Bạn sẽ là ngạc nhiên khi thấy cái nội thất này. Xe này chạy 75.000 km. Một chiếc xe chạy 75.000 km nhưng chủ xe giữ xe thì phải đảm bảo là tôi bái phục luôn. Tại vì giữ được cái chất xe quá là mới. Cần số nè, tắp lô. Xe này đậu trong nhà không nên tắp lô đẹp quá. Chất xe còn rất là đẹp. Và giá bán của bạn này hôm nay bên mình đang bán với giá là 645 triệu nha các bạn. Một mức giá khá là hợp lý. Innova tự động mà cho một cái chất xe đẹp như thế này. Đời 2018 số tự động. Xe giữ rất là kỹ. Chủ nhà cũng chăm chút xe. Này có cả cái ghế để mà mình để nước uống này, người ngồi sau có thể để làm cái nước uống ở đây. Và nội thất rất là đẹp. Xe đảm bảo không có lỗi nè. Chủ xe giữ xe khá là đẹp. Thôi vỏ. Xe 70.000 cây thì không, cái vỏ cũng còn đẹp á. Đèn sau đây. Xe này có biển số tỉnh nha các bạn. Những bạn có những bạn ở Đồng Nai, Bình Dương, hoặc Vũng Tàu mua những xe như vậy thì các bạn chỉ đóng thêm 10-12 triệu tiền sang tên thôi. Đã được một chiếc xe khá là đẹp. Rộng rãi, độ nhúng của Innova đi đường xa rất là thoải mái. Nè các bạn thấy dây spell rồi còn mới nguyên luôn nè. Đường nét một của xe đẹp, mới lắm luôn á. Hiện đang quay cho các bạn một bản Innova số tự động phiên bản G 2018, cuối 2018. Và mức giá mình đang bán là 645 triệu. Xe đang tại cửa hàng Hiền Toyota C3-21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Và số điện thoại của Hiền là 0908-666-999, 0903-727375, C3-21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh.
Rồi mình rất mong các bạn nào quan tâm tới xe thì gọi điện thoại cho Hiền nhé. À, các bạn cứ đến xem xe, chạy thử xe và bàn bạc giá cả. Và ngoài ra mình còn một số cái lựa chọn khác. Các bạn cứ đến và có gì cùng trao đổi nhé. Chúc các bạn một tuần mới nhiều năng lượng, nhiều thành công. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Hiền trong thời gian sắp tới.